giảm ngay 2,4 triệu và miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng trong ngày hôm nay khi mà các bác đặt mua ngay một thùng diệt côn trùng sinh học BestQ. Đây là một cái sản phẩm đang được bán rất là chạy của bên em rồi, và em cũng sẽ không giới thiệu gì nhiều về cái sản phẩm này nữa. Giờ em sẽ bóc cho các bác xem một thùng bên trong nó sẽ gồm có bao nhiêu chai nha. Các bác nhé, khi mà mình mua một thùng BestQ của bên em là các bác khi nhận hàng nhá, là bên em sẽ gửi cho các bác một thùng như thế này. Bên ngoài có đầy đủ thông tin này, logo này, địa chỉ này và số hotline. Ngoài ra thì các bác ở trên đơn hàng nhà mình thì sẽ có những cái logo và bên em sẽ có cái mã in đơn cho các bác ở trên đơn hàng. Và các bác mua hàng thì mình sẽ được nhận hàng kiểm tra và trước khi thanh toán hàng. Nên là khi mà mọi người mua hàng các bác cứ kiểm tra đúng như những gì em nói thì mọi người hãng nhận hàng nha các bác. Đây nha các bác, như này là một thùng nha các bác. Giờ em sẽ bóc một thùng ra cho các bác xem nha. Một thùng này của bên em thì bên trong sẽ gồm có 12 chai diệt côn trùng sinh học BestQ nha các bác nhé. Ở trong này thì sẽ gồm có 12 chai ạ. Ở đây thì mỗi chai thì sẽ có dung tích là 1 lít và sẽ cho các bác mình pha được từ 1.000 cho đến 1.200 lít nước. Nó cực kỳ đậm đặc so với những sản phẩm mà có cùng dung tích trên thị trường chỉ pha được từ 5 đến 600 lít nước thôi. Sản phẩm này của bên em thì cực kỳ đậm đặc này. Nó sẽ diệt được cho các bác các loại dạng côn trùng dạng phổ rộng cho nhà mình này, từ ruồi vàng, nhện đỏ này, các loại bọ chích hút này, dẹp sáp, dẹp phấn trắng này, hay là dầy xanh này, bọ chĩ thì đều có thể xử lý được. Ngoài ra thì sản phẩm này của bên em nhé thì nó còn là dòng sản phẩm gốc sinh học. Các bác sử dụng thì nó rất là nhẹ mùi này, an toàn này, đảm bảo sức khỏe cho nhà mình. Về lâu về dài thì sẽ không gây chóng mặt này, đau đầu hay là bị ung thư nha các bác nhé. Ở trên chai như thế này là khi mà các bác nhận hàng là mình sẽ được kiểm tra hàng. Các bác nhớ đó là để ý cho em ạ. Trên thân chai nhé thì sẽ có logo in nổi có chữ là Kinh Bắc này. Ngoài ra thì các bác có thể kiểm tra này. Đây, nó sẽ có cái số hotline của bên em này và những ký hiệu như thế này. Thì khi mà các bác mua hàng là bên em vẫn hỗ trợ cho nhà mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận và thanh toán đơn, làm sao để các bác mua được đúng cái sản phẩm diệt côn trùng BestQ chính hãng của bên công ty Kinh Bắc của em nha mọi người. Nha các bác nha, đây là một thùng nhá. Bên trong một thùng này thì sẽ gồm có 12 chai đấy ạ. Đấy, 12 chai BestQ. Đây nha, một chai BestQ các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và thanh toán. Một chai như thế này thì đang có dung tích là 1 lít, sẽ các bác pha được từ 1.000 cho đến 1.200 lít nước đây. Xử lý được rất là nhiều loại côn trùng này. Đấy, dẹp sáp, nhện đỏ, ruồi vàng. Đó, hạ gục nhanh, tiêu diệt mạnh này, thành phần đa tác dụng và kiểm soát được côn trùng bay. Ở điều đặc biệt đây là các bác có thể sử dụng trên tất cả các loại cây, từ cây ăn quả, cây rau màu, cây hoa màu, mình đều có thể sử dụng được cho em nha mọi người. Trên thân chai thì sẽ có cái dòng chữ in nổi là Kinh Bắc. Đó, các bác có thể thấy đấy ạ. Một chai, một thùng này sẽ là 12 chai nha các bác nhá. Khi mà các bác mua một thùng thì các bác nhận được một thùng nguyên BestQ như thế này thì bên ngoài sẽ có logo bên công ty Kinh Bắc này. Đó, địa chỉ này và số hotline. Ngoài ra thì cũng sẽ có cái mã QR để các bác có thể kiểm tra nhé. Bên em thì hỗ trợ các bác là sao ạ? Giao hàng toàn quốc này, nhận hàng tại nhà luôn. Nên là các bác chỉ cần để lại số điện thoại thôi, bên em sẽ hỗ trợ gọi điện tư vấn cho nhà mình đặt hàng và nhận được cái ưu đãi ngày hôm nay luôn. Với cái trồng diệt côn trùng sinh học này của bên em thì các bác an tâm mình sử dụng trên mọi loại cây trồng cho em ạ. Từ cây ăn quả, cây có múi hay là cam, quýt, mít, bưởi này, hay là cây công nghiệp như tiêu, điều, sầu riêng, cà phê, hay là cây hoa, cây cảnh, cây kiểng thì các bác đều có thể sử dụng cái dòng BestQ này phun được cho em nhé. Và mình có thể phun cái thời điểm mà cây mà đang ra bông hay là trổ hoa thì đều phun được.